Xin chào tất cả các bạn, mình là Easy Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cuộc đời trùm phát xít Hitler. Hitler, tên đầy đủ là Adolf Hitler, sinh ra tại Áo, gần biên giới Đức vào ngày 20 tháng 4 năm 1889. Hitler là người con thứ tư trong gia đình 6 người con. Cha ông là một viên chức hải quan, còn mẹ ông là một người phụ nữ gốc Áo. Thời thơ ấu, Hitler là một cậu bé ốm yếu, được mẹ cưng chiều, là một học sinh ngoan. Tuy nhiên, sau cái chết của người em trai Edmund đã ảnh hưởng sâu sắc đến Hitler. Từ một học sinh tự tin, hướng ngoại, Hitler trở thành một cậu bé sống lạc lõng, bất cần, thường xuyên phản kháng lại cha và giáo viên. Cha của Hitler là một người khá chuyên quyền, nóng tính và giáo dục con cái bằng đòn roi. Năm 11 tuổi, Hitler được cha gửi đến một trường trung lập với mong muốn Hitler sẽ trở thành một công chức. Tuy nhiên, Hitler đã chống đối, bỏ bê học hành với điểm số cực kỳ tệ hại. Năm 1903, cha Hitler qua đời, mẹ ông phải nuôi sống gia đình một cách khó khăn bằng lương hưu và số tiền dành dụm ít ỏi. Năm 1906, Hitler đến thủ đô Viên của Áo để dự kỳ thi tuyển sinh vào Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Viên. Dù được đánh giá là người có năng khiếu hội họa, tuy nhiên bài thi của Hitler không đủ điểm. Hitler cố thử sức một lần nữa vào năm sau nhưng thất bại. Ngày 21 tháng 12 năm 1908, mẹ Hitler qua đời khi ông mới 18 tuổi. Đây là khoảng thời gian rất khó khăn của Hitler khi ông phải mưu sinh bằng những công việc khó khăn như cào tuyết, làm việc ở công trường, phải sống tại một phòng trọ lụp xụp và ăn cơm từ thiện cho qua cơn đói. Năm 1913, Hitler nhận được giấy gọi vào quân đội Áo Hung nhưng bị từ chối do không đủ điều kiện về thể lực. Ông từng tuyên bố rằng không muốn phục vụ quân đội vì đây là một mớ chủng tộc hỗn tạp, đồng thời tin rằng đế quốc Áo Hung sắp sụp đổ. Hitler nhận phần tài sản cuối cùng của cha và chuyển đến Đức. Năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Hitler phục vụ trong quân đội đế quốc Đức và được nhận hai tấm huân chương do chiến đấu anh dũng. Trong cuộc chiến, Hitler hai lần bị thương, một lần bị đạn găm vào chân năm 1916 và một lần bị mù tạm thời năm 1918 do trúng phải khí mù tạt của quân địch. Vì đã cống hiến rất nhiều nên khi Đức thua trận và phải ký hòa ước Versailles năm 1919, Hitler đã rất phẫn nộ, coi đây là nỗi nhục nhã lớn nhất của nước Đức. Và cũng là lý do khiến Hitler bước chân vào con đường chính trị. Năm 1919, Hitler tham gia một nhóm cánh hữu nhỏ ở Munich. Sau này nhóm trở thành Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa, gọi tắt là Nazi hay Đảng Quốc xã. Hai năm sau, ông trở thành người lãnh đạo của đảng này. Năm 1921, Hitler công khai tuyên truyền tư tưởng độc tài, chống cộng, chống Do Thái, đề cao quan điểm chủng tộc Đức ưu Việt. Năm 1923, Đảng Quốc xã phát động chính biến, gọi là đảo chính nhà hàng bia. Cuộc đảo chính này thất bại, Hitler bị bắt và bị xét xử tội phản quốc, án phạt tù 5 năm. Tuy nhiên, trong phiên tòa, Hitler với tài hùng biện và tinh thần quốc gia đã biến phòng xét xử trở thành diễn đàn công kích dưới lãnh đạo Đức. Sự kiện này đưa tên tuổi Hitler lên một tầm cao mới. Ngay cả khi đã vào tù, ông ta vẫn được đối xử rất đặc biệt và được ân xá sau đó một năm. Sau khi ra tù, Đức trục xuất Hitler về Áo, nhưng Thủ tướng Liên bang Áo từ chối bởi lý do Hitler đã phục vụ trong lục quân Đức nên không còn tư cách công dân Áo. Đáp trả, Hitler từ bỏ quốc tịch Áo vào ngày 7 tháng 4 năm 1925. Thế là Hitler vừa trở thành người vô gia cư, vừa không có quốc tịch. Dù vẫn hoạt động trong Đảng Quốc xã, Hitler giai đoạn này bị chính quyền cấm phát biểu trước đám đông trong vòng 2 năm. Năm 1929, khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra, nhấn chìm nước Đức trong lạm phát, thất nghiệp, rối loạn, bất ổn, mất niềm tin vào chính đảng. Lợi dụng thời cơ đó, Hitler và Đảng Quốc xã thu hút sự ủng hộ của quần chúng. Họ hứa sẽ dẫn dắt nước Đức thoát khỏi xiềng xích của hòa ước Versailles, củng cố nền kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân. Hitler là nhà diễn thuyết đại tài có 102 trên thế giới. Ông ta rất chú ý tập luyện và cải tiến kỹ thuật nói kết hợp với ngôn ngữ hình thể. Kỹ năng này đã đưa ông ta tới hầu hết những thành tựu của cuộc đời. Năm 1932, sau cuộc bầu cử liên bang, Đảng Quốc xã trở thành đảng chính trị lớn nhất trong nghị viện. Ngày 30 tháng 1 năm 1933, sau khi Đức Quốc xã thu được nhiều phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội qua dàn xếp với các thế lực tài phiệt, Hitler được Tổng thống Đức cử làm thủ tướng và xây dựng một nền thống trị độc tài. Trong những năm tháng, chủ nghĩa phát xít thống trị nước Đức, năm 1934 đến năm 1945, Hitler và Đảng Quốc xã đã gây ra rất nhiều tội ác. Hitler đàn áp tất cả những địch thủ đối lập một cách tàn nhẫn. Người theo chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đều bị tra tấn và giết hại. Thậm chí, các giáo hội cơ đốc cũng bị áp bức, với hàng loạt lãnh đạo bị bắt nhốt.
vào năm 1939, phát xít Đức tấn công xâm lược Ba Lan. Sự kiện này đã châm ngòi Thế chiến thứ hai, trở thành một trong những thời kỳ đẫm máu và tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Một tội ác đáng sợ của Hitler và phát xít Đức trong thời kỳ này đó là tội ác diệt chủng. Hitler lấy lý do thanh lọc huyết thống Đức, ra lệnh khủng bố và tàn sát người Do Thái cũng như những kẻ thù chính trị khác trong cuộc diệt chủng Holocaust làm 6 triệu người chết. Người Do Thái bị dồn vào những trại tập trung và bị đối xử như nô lệ. Nạn nhân bị tra tấn dã man trước khi bị giết. Phát xít Đức không chỉ sử dụng súng, chất nổ mà cả độc dược, hơi ngạt để giết người trên diện rộng. Những tội ác này tiếp tục được Đảng Quốc xã tiếp diễn cho đến khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Mẹ của Hitler chết dưới tay một bác sĩ người Do Thái. Điều này đã để lại mầm mống sự ác cảm trong tiềm thức của Hitler. Hitler cũng cho rằng người Do Thái dẫn đến sự thất bại của Đức trong Thế chiến thứ nhất và gây ra khổ cực cho hàng triệu người Đức. Hitler luôn cho rằng dân tộc Aryan là dân tộc thượng đẳng nhất và nghi ngờ về dòng máu Do Thái chảy trong người, khiến Hitler thấy đó là một sự ô nhục. Từ năm 1942, phát xít Đức dần dần thất bại trên mọi chiến trường. Hồng quân Liên Xô cùng đội quân các nước đồng minh khác đã phát động các cuộc tấn công nước Đức. Cuối năm 1943, Đức Quốc xã đã đánh mất phần lớn lãnh thổ ở phía đông họ từng chiếm được. Đầu năm 1945, Đức đã gần như thất bại toàn bộ trước quân đồng minh. Vào những ngày cuối đời, Hitler trở nên mất tự chủ khi đưa ra các quyết định trả thù tàn bạo nhưng không có kết quả. Ngày 27 tháng 4 năm 1945, Hồng quân Liên Xô đã tiến vào thủ đô Berlin. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1945, Hitler và vợ là Eva Braun quyết định tự sát trong hầm trú bom Fugebunker. Ngày 2 tháng 5 năm 1945, thủ đô Berlin thất thủ, đánh dấu sự thua trận của phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Đến bây giờ, vẫn có rất nhiều sự hoài nghi về cái chết của Hitler và vợ. Khi Hồng quân đổ bộ vào Berlin, các thi thể được cho là của Hitler và Braun đều bị cháy. Phần thi thể còn lại đang được mang đi chôn cất. Sau đó thi thể bị khai quật nhiều lần nên rất khó nhận diện. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, dư luận dậy sóng vì tin tức một số tờ báo phát hành ở Nam Mỹ đưa ra. Theo đó, trùm phát xít Adolf Hitler và vợ không hề tự tử. Họ đã trốn chạy sang Argentina. Theo một tài liệu mật được giải mã của FBI, một số quan chức chính phủ Mỹ đang được thông tin rằng nhiều năm sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Hitler và Eva Braun vẫn sinh sống bình thường tại làng Langostura, thành phố Bariloche, cách thủ đô Buenos Aires hơn 800 km về phía nam, gần biên giới với Chile và nằm ngay dưới chân dãy núi Andes hùng vĩ. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share